Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Oxybit. Các bạn thân mến, triệu dính nổi tiếng là một tiểu hoa đán hàng đầu của Trung Quốc, cô chinh phục được khán giả bằng chính năng lực của bản thân mình và mới đây thì nữ diễn viên không khiến cho người hâm mộ phải thất vọng khi mà cô đã xuất sắc giành được vị trí top 1 nữ diễn viên có số lượt xem cao nhất trên hai trang mạng lớn nhất của Trung Quốc, đó chính là iQ và Tencent. Cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây nhé. các bộ phim dài tập của Triệu lệ Dĩnh đạt 50 tỷ lượt phát sóng không có, sở kiều chuyện hợp tác cùng với Lâm Canh Tân, Thanh Vân Chí kết đôi cùng với Lý Dịch Phong, Mình là chuyện hợp tác cùng với ông xã Phùng tiểu Phong, Hoa Thiên Cốt hợp tác cùng với Hoắc Kiến Hoa, Thời gian tươi đẹp của anh và em hợp tác cùng với Kim Hạn. Trong top 10 nữ diễn viên đóng chính có phim truyền hình đạt số lượt phát sóng cao nhất trên Tencent, trong đó Triệu lệ Dĩnh đứng đầu với 50,18 tỷ lượt xem bao gồm sở kêu chuyện thanh vân trí minh là chuyện hoa thiên cốt thời gian tươi đẹp của anh và em Xếp sau chuyện là Dĩnh là lưu đào với 37,75 tỷ lượt, phim Mị Nguyệt Chuyện, Hoa Lạc Tụng, Hoa Lạc Tụng 2 và Lang Nha Bảng. Xếp thứ ba là Tôn Lệ với 28,53 tỷ lượt xem, gồm có phim Mị Nguyệt Chuyện, Năm Mấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Sau đây là top 10 phim truyền hình dài tập có số lượt phát sóng vượt 5 tỷ lượt. Đầu tiên là bộ phim Hậu Cung Như Ý Chuyện, Châu Tấn Hoặc Kiến Hoa Đóng Chính, Vụ giao Hoàng hậu Dương Mịch và Nguyễn Kinh Thiên, sở cứu chuyện Triệu Lê Dĩnh và Lâm Canh Tân, năm Mấy hoa nở trang Vừa tròn Tôn Lệ và Trần Hiểu, bị người chuyện Tôn Lệ và Lưu Đào, Minh Lan chuyện Triệu Lê Dĩnh Phùng Tiểu Phong, Thành Vân Chí Triệu Lê Dĩnh và Lý Dịch Phong. Ngoài ra, trang mạng IQE cũng đưa ra danh sách top 10 phim có số lượt phát sóng vượt một tỷ lượt. Trong danh sách này, các bộ phim của Triệu là Dĩnh đứng đầu với 16,347 tỷ lượt phát sóng, gồm có Lão Cửu Môn, Sợi Cười Chuyện, Hòa Thiền Cốt, San San Tới Rồi, Minh Lan Chuyện, Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em. Kế đó là Ngô Cẩn Ngôn nhiếp viễn với hai bộ phim Diên Hy Công Lược và Hạo Lan Chuyện, Tần Lam và Diên Hy Công Lược. Ngoài ra, top 10 phim có số lượt phát sóng cao nhất trên iqiy cũng được công bố. Trong danh sách này gồm có Diên Hy Công Lược, nhiếp viễn Ngô Cẩn Ngôn Đồng Chính, lão cửu môn trần vĩ đình trương nghệ hưng sở kiều chuyện triệu lê dĩnh lâm canh tân lang nha bảng hồ ca và lưu đào hoa thiên cốt triệu lê dĩnh hoa kiến hoa hoa lạc tụng hai lưu đào và dương tử nhìn vào bảng xếp hạng ở trên đây không thể phủ nhận rằng triệu lê dĩnh vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực phim truyền hình năm 2006, tài năng của nữ diễn viên được phát hiện trong một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao sau đó là những chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng trong công việc học hỏi rèn luyện của Triệu Lợi Dĩnh với những vai diễn không tên không tuổi. Mãi tới năm 2011, Triệu Lợi Dĩnh mới được chú ý với hình ảnh cô nàng cách cách trong sáng thánh thiện qua bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách bản làm lại vào năm 2012. Tên tuổi của nàng tiểu hoa đán chỉ thực sự tỏa sáng sau vai diễn Lục Trinh trong Lục Trinh truyền kỳ của bên kịch vô chính. Xuất thân từ một cô gái ngoại đạo, kể từ khi gia nhập giới giải trí Hoàng ngữ, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng ngừng cố gắng nỗ lực học hỏi để chứng minh rằng dù không qua trường lớp đào tạo bài bản, vậy nhưng cô hoàn toàn có thể thể hiện tốt nhất từng vai diễn. Quả thực là như vậy, trong bất kỳ vai diễn nào, cô nàng cũng rất biết cách gây ấn tượng với khán giả. Nếu như trong Hoa Tiên Cốt, khán giả chứng kiến một Triệu Lệ Dĩnh với vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng tao nhã, thì tới với sở kiều chuyện, Triệu Lệ Dĩnh lại khiến khán giả không thể rời mắt với những biến hóa khi thì xinh đẹp nhẹ nhàng, khi thì lại cá tính sắc sảo. Không chỉ có vậy, biểu cảm, quả cảm, nghị lực và đầy dũng cảm, nghị lực trước bảy sói cũng được cô thể hiện rất tốt. Năm 2018, Triệu Lợi Dĩnh tạm thời dừng sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Thịnh Minh Lan trong Minh Lan Chuyện để dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức và thực hiện hai việc đại sự trong cuộc đời, kết hôn và sinh con. Mặc dù dừng mọi hoạt động giải trí, vậy nhưng đối với vai diễn kinh điển của mình, Triệu Lợi Dĩnh vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận và nhân khí của nữ diễn viên dường như cũng chưa từng suy giảm sau suốt một thời gian dài. Sau khi sinh con, Triệu Lợi Dĩnh nhanh chóng trở lại với công việc diễn xuất được đánh dấu bằng dự án phim hữu phỉ. Và đương nhiên thì dự án này nhanh chóng trở thành mối quan tâm rất lớn từ dư luận. Mặc dù hiện tại Hữu Phỉ đang phải gấp rút hoàn thành vì kỳ nghỉ dài trước đó do virus Covid-19. Vậy nhưng thêm vào đó, các bộ phim trước đây do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính lại tiếp tục được phát sóng lại và ngôi vị nữ vương rating của Triệu Lệ Dĩnh cũng vì thế mà giữ vững. video này thì bạn có cảm thấy Triệu là Dĩnh xứng đáng với danh xưng nữ hoàng rating và càng thêm yêu quý cô nàng này hay không? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!